Hi, xin chào bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với Điện Thoại TV. Và như tiêu đề của video thì bạn đã có thể dễ dàng nhận ra được. Và cái bài so sánh ngày hôm nay mình sẽ cùng so sánh về cái chiếc iPhone 7 Plus và cái chiếc Xiaomi Mi 9T. Và cả hai cái chiếc máy này mình đã có một cái thời gian sử dụng cũng như là làm quen với nó, cho nên là ngày hôm nay mình sẽ so sánh hai cái chiếc máy này. Đối với cái chiếc iPhone 7 Plus thì mình đã dùng khoảng hơn một năm nay rồi, còn cái chiếc Mi 9T thì mình dùng được khoảng là hơn 2 tuần, cho nên là cũng có những cái nhìn khách quan về hai cái chiếc máy này. Và ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào bài so sánh nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi về phần thiết kế. Và cái chiếc iPhone 7 Plus thì nó sẽ được cấu thành từ nhôm, còn cái chiếc Xiaomi Mi 9T thì nó sẽ làm mặt trước và mặt sau đều làm bằng kính. Và một cái điều rất là đặc biệt và một cái điều mình thấy rất rất là đẹp ở trên cái chiếc Xiaomi Mi 9T đó chính là cái mặt lưng của nó. Thực ra nó không có quá rằng ri như những cái chiếc máy khác, nhưng nhìn trên hình ảnh các bạn có thể thấy một cái mặt lưng bằng kính, và khi mà các bạn nghiêng ra ở những cái góc nhìn khác nhau thì các bạn sẽ có những cái màu sắc nó phản quang cực kỳ là đẹp. Và đặc biệt nhất là cái bảng màu xanh mình cầm ở trên tay như thế này, nó đẹp hơn và kiểu như nó fashion, nó đẹp hơn rất nhiều so với một cái kiểu dáng rất là quen thuộc ở trên cái chiếc iPhone 7 Plus và đã được áp dụng từ cái thời mà iPhone 6, 6S Plus rồi. Cho nên là cái phần thiết kế mình vote một điểm cho cái chiếc Xiaomi Mi 9T. Ở phần mặt trước thì chúng ta sẽ có một cái màn hình 5,5 inch trên iPhone 7 Plus và sử dụng là màn hình LCD. Còn đối với chiếc Xiaomi Mi 9T thì cái màn hình của nó sẽ là 6,4 inch và nó sẽ là màn hình Super AMOLED. Và thực sự thì nói về phần màn hình cái nào đẹp hơn, cái nào xấu hơn thì mình sẽ không có đề cập ở trong cái video này. Tại vì tùy theo cái sự quen mắt của bạn, nhiều bạn thì sẽ nhìn trên màn hình của chiếc iPhone 7 Plus nó sẽ thích hơn, tại vì nó sẽ cho ra cái màu sắc trung thực hơn. Còn những bạn nào thích những cái tông màu rực rỡ, những cái tông màu chói thì chúng ta nhìn ở trên cái chiếc Xiaomi Mi 9T thì bạn sẽ thích hơn ở trên cái chiếc máy này. Tuy nhiên thì cả hai máy đều có một cái điểm chung, đó là cái độ chi tiết rất là cao, và khi mà các bạn nghiêng ra những cái góc nhìn khác thì các bạn sẽ không có bị mất chi tiết khi chúng ta xem video. Và một điều nữa ở trên phần mặt trước đó chính là cái chiếc Xiaomi Mi 9T nó có một cái màn hình tràn viền thực sự, và kể cả cầm trên dưới và cả hai bên của nó đều rất là mỏng. Nó khác xa, khác hoàn toàn cho với cái chiếc iPhone 7 Plus với một cái màn hình 5,5 inch và một cái thiết kế rất là quen thuộc của Apple từ mấy chục năm nay rồi, trên dưới đều rất là dày. Về phần cảm biến vân tay thì Mi 9T sẽ là một cái cảm biến vân tay đặt ở trong màn hình, còn với iPhone 7 Plus thì nó sẽ là một cái Touch ID. Và theo cảm nhận của mình khi mà mình sử dụng hai cái chiếc máy này thì trên Mi 9T cái cảm biến vân tay của nó nhanh hơn rõ rệt so với Touch ID. Và đương nhiên rồi, một cái chiếc máy ra từ năm 2016 so với một cái chiếc máy ra năm 2019 thì rõ ràng là cái cảm biến vân tay nó đã được nâng lên một cái tầm cao mới rồi. Về camera trước thì chiếc Xiaomi Mi 9T nó sẽ sử dụng một cái camera thòi thụt như các bạn có thể thấy ở đây, và khi mà các bạn cần chụp thì nó sẽ thòi lên và không cần nữa thì nó sẽ thụt xuống thôi. Nó khác hoàn toàn cho với chiếc iPhone 7 Plus là một cái camera ở trên màn hình như thế này. Rồi, ok, tiếp theo nói về phần cấu hình thì cái chiếc iPhone 7 Plus sẽ sử dụng con chip A9 với 3GB RAM, còn với cái con Xiaomi Mi 9T thì nó sẽ sử dụng con chip là Qualcomm Snapdragon 730 với 6GB RAM. Và thực sự thì cái con chip 730 này nó tương đối là tương đồng với con chip A9 ở trên cả chiếc iPhone 7 Plus mình đang cầm ở đây. Và những cái tác vụ thông thường, ví dụ như là vào game hoặc là truy xuất những cái app thông thường như là Facebook thì nó cực kỳ là nhanh. Tuy nhiên trên Mi 9T nó gặp phải một cái vấn đề là mặc dù có 6GB RAM nhưng mà nó vẫn không có quản lý RAM tốt bằng cái chiếc iPhone mình đang cầm ở trên tay, mặc dù chỉ có 3GB RAM thôi. Thêm một điểm nữa đó chính là trên cái chiếc Xiaomi Mi 9T các bạn sẽ nhận được đó chính là có jack cắm tai nghe 3.5. Và thực sự là khi mà mình mua cái chiếc iPhone 7 Plus về mà không có cái adapter mà chuyển từ Lightning to 3.5 á thì thực sự rất là khấm, và mua cái jack đó thì cũng tương đối là đắt tại vì Apple họ đã không có tặng kèm ở trong cái chiếc hộp nữa rồi. Và tiếp theo đó chính là sau một thời gian mà các bạn sử dụng thì các bạn có thể thấy cái chiếc iPhone 7 Plus của mình nó khấm lọ tới mức nào rồi. Đây là mình đang dùng cái phiên bản đó chính là Matte Black, đó là bản nhám, chứ còn mà những bạn nào mà chúng ta dùng những cái phiên bản ví dụ như là Jet Black, những cái phiên bản mà đen bóng á thì các bạn sẽ nhận thấy là mắt nó cực kỳ là tởm luôn sau một thời gian sử dụng, mặc dù là các bạn có mang ốp. Còn với cái chiếc Xiaomi Mi 9T thì các bạn sẽ phải chấp nhận một điều, đó chính là nó sẽ bám mồ hôi về dấu vân tay. Còn nếu như những bạn nào mà nói ok mình sẽ ốp rồi, mình không bàn luận về việc này, nhưng
cái Mi 9T mà mình nghĩ mà các bạn xài ốp thì sẽ tương đối là tiếc. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ cùng đi đánh giá sơ qua một tí về phần camera. Ok, và như các bạn có thể thấy, đây là hai bức ảnh mà mình chụp bình thường trên cái chiếc iPhone 7 Plus cũng như là chiếc Mi 9T. Ở trên cái chiếc iPhone 7 Plus thì hiện tại trời Sài Gòn thì không có quá sáng và trời đang mưa, cho nên là các bạn có thể thấy cái trời của nó rất là âm u và đúng với cái màu nó rất là chân thật của những cái chiếc iPhone. Còn với cái chiếc Mi 9T thì tất cả những cái ánh sáng, những cái chi tiết thì nó đã được đẩy lên sáng hơn một tí, và các bạn có thể rõ ràng nhìn thấy giữa những cái tán cây như thế này vẫn còn thấy lá rất là xanh. Còn đối với chiếc iPhone 7 Plus thì bây giờ thì nó đã tối đen như thế này rồi. Đó là về phần ảnh chụp. Và hiện tại thì mình chụp với con Mi 9T thì mình chụp với độ phân giải thường thôi, mình không chụp với độ phân giải là 48 megapixel. Với bức ảnh tiếp theo thì mình chụp bằng cái chế độ là HDR. Như các bạn có thể thấy ở trên cái chiếc iPhone 7 Plus thì cái màu trời nó đã xám hơn, xám xịt hơn rất là nhiều, và ở bên dưới thì các cái màng tối nó cũng đã thể hiện rõ một cách rõ ràng hơn, và các bạn sẽ rất khó để nhìn được những cái chi tiết ở bên dưới cái màng tối này. Còn với cái chiếc Mi 9T thì cái phần màu trời á thì cái lúc này là nó chưa mưa, cho nên là vẫn còn mây nè, rồi vẫn còn cái nền trời xanh ở phía bên dưới, rồi là một cái vệt xanh ở phía bên dưới nữa. Còn đối với 7 Plus thì nó hoàn toàn một cách là tối đen luôn. Và đây là cái tấm hình của 7 Plus khi mà mình chụp ở chế độ thường và không có HDR, thì nó cũng không có khác quá nhiều với cái tấm ảnh mà mình chụp HDR. Thật ra thì hiện tại mình đang để hai cái chế độ của hai cái máy này, đó chính là autofocus, cho nên là nó có thể focus vào tất cả mọi vị trí mà nó cần, chứ mình không có chỉnh tay, không có chỉnh bất kỳ một cái điều gì ở trong cái clip này cả, trong cái hình ảnh này cả. Ok, tiếp theo là cái phần quay video. Thì các bạn có thể thấy trên cả hai chiếc máy thì đều thể hiện cái khả năng về video tương đối là tốt. Tuy nhiên thì các bạn có thể nhận ra đối với cái chiếc Mi 9T khi mà nó quay video với độ phân giải là 4K thì nó sẽ bị hơi giật khi mà mình qua những cái khúc cua, hoặc là nó bị rung nhiều hơn rất là nhiều so với cái chiếc iPhone 7 Plus. Còn 7 Plus thì lúc này mình quay nó thật sự là nó rất là mượt. Và về khoảng camera thì mình đánh giá cái chiếc 7 Plus nó tốt hơn và nó mượt mà hơn, quay ngon lành hơn so với cái chiếc Mi 9T. Tiếp theo là chụp ảnh xóa phông, thì ở đây mình có chụp ảnh anh gấu đó, nhìn mặt BD vải lìn. Đối với cái 7 Plus thì ở cái phần phía sau lưng anh gấu với những cái chai ở phía sau như thế này thì cái chiếc 7 Plus nó xóa phông hoàn toàn luôn, nó xóa rất là tốt. Còn với cái chiếc Mi 9T, cái phần ở phía sau vẫn còn ảnh, vẫn còn hình của những cái chai mà các bạn nhìn rất là rõ ở những cái chiếc tiết này đó, các bạn có thể thấy hai cái chai rượu nằm ở phía sau. Còn về cái phần mà bokeh giữa cái chủ thể với lại cái nền đó thì cả hai chiếc máy đều làm rất là tốt. Và điều tiếp theo mà mình muốn so sánh giữa chiếc Mi 9T và cái chiếc iPhone 7 Plus đó chính là về dung lượng pin và thời lượng pin. Đối với Mi 9T thì nó sẽ có cái mức dung lượng pin là 4000 mAh kèm với một cái cục sạc nhanh, đó chính là 18W. Còn với cái chiếc iPhone 7 Plus mà khi mà mình mua thì nó chỉ có là pin là 2900 mAh thôi. Đó là dung lượng pin gốc, và mình sẽ không kể đến những bạn nào mà chúng ta sử dụng pin dung lượng cao thì đó lại là một câu chuyện khác. Và tiếp theo là các bạn sẽ chỉ có một cái cục sạc là 5V và 1A. Nó thấp hơn rất là nhiều so với cái chiếc Xiaomi Mi 9T. Còn về cái thời lượng sử dụng thì cái chiếc iPhone 7 Plus nó sẽ đáp ứng cho mình khoảng từ sáng, mình rút sạc từ 8 giờ sáng cho tới là mình dùng tới 5 giờ chiều với những tác vụ thông thường, ví dụ như là Facebook, Messenger, rồi là những cái tác vụ về nhắn tin, xem YouTube các kiểu thôi. Còn nếu như mà chơi game á, thì nó sẽ không có đạt tới mức là 5 giờ chiều đâu. Còn về cái chiếc Xiaomi Mi 9T thì nó sẽ đáp ứng cho mình cả hơn 1 ngày rưỡi thì mình mới có thể cần sạc cái chiếc máy này, với những cái tác vụ như mình đã kể trên, Facebook, Instagram, rồi là nhắn tin, chat chít các kiểu. Còn nếu như mà các bạn chơi game thì nó sẽ đáp ứng cho bạn hoàn toàn trong vòng 1 ngày thì các bạn có thể sạc cái chiếc Xiaomi Mi 9T, và điều này mình hoàn toàn đồng ý. Và về dung lượng pin thì chắc chắn rằng một điều 100% là ăn đứt cái chiếc iPhone 7 Plus mình đang cầm ở trên tay. Và điều cuối cùng mình muốn so sánh ở trong video lần này đó chính là về mức giá. Thì với mức giá khoảng 8 triệu đồng thì các bạn sẽ sở hữu một cái chiếc máy mới trên cái chiếc Xiaomi Mi 9T, với một cái thiết kế cực kỳ là đẹp, màn hình rất là thời thượng, camera thời thục rồi đó, và nó vẫn đáp ứng những cái nhu cầu cơ bản của các bạn thôi, về chơi game, xem phim, lướt web, lướt Facebook, lướt YouTube, ok, hoàn toàn bình thường, và dung lượng pin của nó cực kỳ là trâu. Tuy nhiên thì đối với cái chiếc iPhone 7 Plus hiện tại, nếu như các bạn bỏ ra khoảng 8 triệu đồng á thì các bạn sẽ chỉ nhận lại được một cái chiếc iPhone 7 Plus hàng cũ đã qua sử dụng thôi, và chúng ta sẽ không thể nào mà đòi hỏi hàng mới khi mà các bạn mua 7 Plus được. Và nếu như các bạn mua hàng mới thì nó sẽ nằm ở vào khoảng mức là 12 triệu đồng đó, một cái mức chênh lệch tương đối là cao.
Ok, từ trung lại thì về cái chiếc iPhone 7 Plus và chiếc Xiaomi Mi 9T nó sẽ dành cho những đối tượng nào? Đầu tiên mình sẽ đi về cái chiếc iPhone 7 Plus trước. Nó sẽ dành cho những bạn nào chúng ta đã quen với cái hệ sinh thái của iOS, và với cái chiếc iPhone 7 Plus của mình hiện tại vẫn đang được lên iOS 13 và có thể là hỗ trợ thêm tiếp khoảng 2 năm nữa. Tiếp theo là các bạn đã quen với việc ở logo quả táo ở phía sau và một cái đã làm nên thương hiệu của những cái chiếc iPhone rồi, thế các bạn có thể chọn cái chiếc iPhone 7 Plus. Ok, còn về cái chiếc Mi 9T thì khi mà các bạn mua nó, các bạn sẽ nhận được một cái chiếc máy mới với một cái kiểu thiết kế cực kỳ là đẹp. Mình đánh giá của nó, thiết kế của nó cực kỳ là đẹp với những cái màu sắc như màu xanh mình cầm ở trên tay thì khỏi phải bàn nữa rồi. Tiếp theo là một cái màn hình bự hơn với 6.4 inch, rồi là màn hình tràn viền, camera thời thục rất là thời thượng, phù hợp với cái xu hướng hiện đại vào khoảng năm 2019. Ok, vậy thì thông qua cái video lần này thì các bạn đã có một cái nhìn rõ ràng hơn về cái chiếc iPhone 7 Plus cũng như là cái chiếc Xiaomi Mi 9T, và mình cũng đã phân tích cho các bạn về cái chiếc 7 Plus nó sử dụng cho những người nào, những cái công việc nào, và chiếc Mi 9T thì sẽ phù hợp cho những đối tượng nào rồi. Và nếu như mình có còn phân tích thiếu gì ở trong cái bài video lần này của mình thì các bạn hãy comment với mình ở phía bên dưới nha. Và cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện Thoại Bùi TV để ủng hộ một mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.